Dạ vâng, mến chào quý chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh xe đẹp giá rẻ Toyota Bình Dương. Thì vẫn như mỗi hôm, hôm nay em lại mang đến cho nhà mình một món ăn tinh thần cực kỳ mới. Có lẽ là nhiều anh chị em đang quan tâm, thích cái dòng Fortuner thần thánh này, gầm cao, máy thoáng, máy dầu. Thì hôm nay em vô tình mua được một chiếc xe biển khá đẹp của một chị đẹp ở quận 12. Đấy, biển số 50E12358. Đó, xe của chị khá đẹp nha. Đấy, xe chạy nói chung chạy công ty gia đình, chạy rất là dữ dinh, đề số tiếng chị mua để dành định danh. Đấy, anh chị em nào mua là mình ký hợp đồng mua bán, em lấy lại hồ sơ, em trả biển số, em trả cho chị nha. Đấy, Fortuner nha, quý anh chị em nghe rõ nè, Fortuner đời 2012, cuối 2012, phiên bản số sàn, máy dầu diesel, động cơ turbo tăng áp 100 cây số, nó tiêu hao chỉ có 5 đến 6 lít dầu thôi bà con, cực kỳ rẻ, cực kỳ lợi nhiên liệu luôn. Bà con miền Tây nè, cả nước thích con này lắm nè, bà con phải nhanh mới kịp nha. Một cái giá cực kỳ yêu thương, người ta bán con này phải tầm 420-430, có chỗ bán 450 trên thị trường, nhưng ngừng lại khoảng 2 giây em bán với giá bà con giật mình nè. Chỉ đối với bên em chỉ có bao nhiêu 399 cũ thôi. Đấy, bà con mua là em còn bớt lọc lá, bao rút cái hồ sơ cho bà con nữa. Thử ở đâu mà có một con 212 số sàn máy dầu nó đẹp như thế này, màu xám lông chuột nha. Đấy, nhìn cái biển là biết rồi, đẹp len ken xà beng. Xe là mới về hồi chiều hôm qua, anh em nó mới mua về chưa spa. Bây giờ em sẽ cho qua xưởng đánh bát đánh bóng, tỉa tốt đồ, xe rất là đẹp. Chủ nhân của nó nè, cả nhà có cặp đèn sáng choang, bi cầu rất là đẹp nha, 2012 phiên bản xám lông chuột. Đối với đời 2012 thì ngân hàng hết hỗ trợ rồi, nhưng bên em có chính sách hỗ trợ với khách hàng góp tiền đâu với cửa hàng không lấy lãi suất. Ví dụ một khách hàng có tầm 350 thì tới đưa thanh toán 350 lấy xe về chạy, còn thiếu 450 gì đó thì sẽ góp tiền đâu với cửa hàng trong thời hạn 7-8 tháng gì đó. Bên em không lấy lãi, không lấy lời một đồng một cắt nào của quý anh chị em nha. Quý anh chị em cố gắng nếu mà có thì thanh khoản sớm cho em, để em tạo điều kiện cho bà con ở sau người ta còn thiếu nha bà con. Tại tiền bạc của em cũng xoay vòng vốn, cũng đi vay chứ không phải mà tự nhiên mà có nha. Rồi, màu xám lông chuột, xe cực kỳ đẹp, xe đi giữ gìn thì xe mới mua về đây như thế này rồi. Em sẽ cho đi bát bóng, đánh bát đồ hết, bảo dưỡng xe toàn bộ, phòng máy móc em bảo hành cho bà con là 12 tháng sử dụng nè. Đấy, thay nhớt thay lọc cho bà con, về là dùng thôi. Xe khá là đẹp, gầm cao máy thoáng, Fortuner số sàn máy dầu, động cơ diesel turbo. Đấy, cực kỳ đẹp, 100 cây số chỉ có 6 lít dầu thôi nha bà con nha. Màu xám lông chuột bà con quên con nắng mình đẹp không, quá trời đẹp luôn. Biển Sài Gòn, biển Tiến luôn, 12358 nha. Đấy, phiên bản G, xe đã dán phim cách nhiệt 3M của Mỹ nè, auto film nè, bảo hành 2 năm cho bà con. Đấy, thấy chưa, chủ xe khá là chịu chơi nè, xe lên full màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, ghế da nắp 3. Đấy, bà con coi gầm bể của nó nè, lớp 5 cái lớp mới tinh nè, bà con coi nè, gầm nè, trời ơi, đúng là xe em gái Sài Gòn, bà con coi nè, mới tinh luôn, không một vết rỉ luôn bà con. Trời ơi, xe này không mua, mua xe nào giờ? Má ơi, đẹp dễ mang, 5 cái lớp mới tinh. 5 cái lớp này là giờ hơn 10 triệu rồi bà con. Đấy, thấy chưa? Đẹp. Màu xám lông chuột khá đẹp bà con. Xe này nè, quá tuyệt vời rồi. Ôi, lớp nè bà con coi dày cui. Mâm nè, nội thất lại da lắm bạn. Màu kem. Đấy, bây giờ em cho anh em đánh ra, dọn ra cho nó sạch ra nè. Đấy, chưa spa mà đẹp như thế này rồi, full bộ sàn ghế. Đấy, đẹp chưa? Bà con nhìn chiếc xe nè, quá là yêu luôn. Em sẽ tặng cho bà con một bộ lót sàn luôn. Fortuner. Đấy, đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn bà con, coi gai văn của nó nè. Trời ơi, đẹp. Tem mát rồi còn đầy đủ nè, ốc nách đồ nè, chưa rắc lơ, chưa gì hết, quá đẹp luôn bà con. Xe này không mua thì mua xe nào giờ? Trong cái bôi ban cái cu ơi. Đấy, xe mộng nè. Đấy, ghế có mấy chỗ dơ dơ thì cho đánh ra hết. Mấy cái này là cu em nó chưa dọn, do bữa là hai cái ghế đầu mới mua về chiều qua chưa dọn cho đánh ra. Vô lăng dinh theo xe nè. Đấy, có heo mòn theo 5 tháng là chuyện bình thường. Xe chạy 140.000 nha. Đó, cũ số nè, bà con thấy cũ số đẹp chưa? Màn hình Android, kem lùi, kem hành trình, full hết. Cái này cũ nè, chắc phải thay mới rồi. Cái này có thay mới
có bữa có một cái thẻm cho xem em. Thẻm nó hơi cũ nè, thay cho người ta luôn đi. Còn con ốc nách nè. Xe mới mua về chưa làm gì hết bà con. Xe nhan trên gương máy là bắt đầu mở ra, rửa kiểm tra cho bà con luôn. Đấy, phanh ABS nè, bà con coi đi, đẹp không? Đấy. Tí kia nó quay xử lý. Đấy, bà con coi keo sùng chỉ là logo Toyota rồi nè. Thấy chưa? Đấy, full hết, nấu không có xe ve dập gì hết nha. Máy là máy zin nha, cam kết với bà con là máy zin, 212 máy zin. Bà con nhìn nước mát nước xanh rồi nè. Đó, nhìn là biết cái xe người ta kỹ cỡ nào chưa? Đây, xe mang cho mình động cơ turbo tăng áp nè, bà con coi nè. Đấy, turbo nè, đây mở nắp máy đây rồi đó, vệ sinh sạch sẽ. Rồi bây giờ em mở quay cận cảnh cho bà con coi nè. Đẹp chưa? Đấy, turbo tăng áp nè. Đây gọi là turbo nè. Đấy. Máy móc sạch bon nè. À, em quay cận cảnh luôn, em mở nắp rồi em quay cho bà con nhìn bà con cho nó ở xe nó dễ thấy xe. Đấy, xe là zin nha, cam kết với bà con là 100% không đổ hơi, không hơi thừa. Bảo hành 12 tháng sử dụng cho bà con, sai là một đổi một. Rồi, ba rút cái hồ sơ đỡ cho bà con cái giá bật ngửa luôn. 399 cũ nha, 399 cũ, không ở đâu mua được cái giá này đâu. 399 cũ, ba rút cái hồ sơ gốc cho bà con. Đấy, cho bà con thiếu vài chục không lãi. Lớp mới thay mới tròn 5 cái. Rồi, bên cạnh đó thì em còn một số xe giá rẻ nè. Con này 780 gì nè, Forlayer 2000. Rồi, số tự động thì em có Innova 2009 màu đen. Con này em bán là 269 cũ nè. Rồi, Innova 2016 e bạn đủ chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ, không lỗi. Em bán 329 cũ nè. 2013 em bán 265 cũ cho bà con, e bạn đủ nha, xe đẹp, không lỗi, không dịch vụ. Xpander. Xpander 2019 nhập Indo nè. Em bán chỉ có là 425 cũ, bao rút cái hồ sơ gốc, hỗ trợ vay ngân hàng cho bà con. Chỉ còn 230 triệu là em là vay ngân hàng được rồi. 2014 chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ, 285 cũ cho bà con. Rồi, đây 2014 luôn. Rồi, gia đình e bản đủ 285 mất 5. Rồi đây 2015 số tự động nè. Số tự động thì em bán cho bà con là 379 triệu. À, tới xem xe là bớt cho bà con 4 triệu. Đó. Xe full đồ chơi, phải vân gỗ. Nói chung phiên bản đặc biệt rồi bà con. Chiếc này thì quá đẹp rồi. Số tự động đời 2015. Chiếc này bán cho bà con 375 cũ đi. 379 cũ bớt 4 cũ. Còn 375. Đấy. Xe khá đẹp. Đấy. Xe thì còn nhiều lắm, màu gì cũng có. Bà con quan tâm màu gì thì cứ alo cho em. Đó. Con này cũng vậy, vàng cát bên em cũng có luôn nha, 2016 nè. Đấy, mà vàng cát bên em cũng có luôn nè. Đấy. 2016 nè. Đó, cũng tầm 300 mấy thôi. Đó, Avanza, Xpander. Đây. Xe bao la, bà con quan tâm thì alo cho em. Số điện thoại là 0972 147 247, mua bán trao đổi cái dòng ô tô đã quay sử dụng tại Di An Bình Dương. Em Trường 0972 147 247. Có quê Hồng Cao cho bà con có giới thiệu bên em mua hồ bán được xe.